hai chị em thích ăn ngon mà mẹ kiểu. À, hôm nay mẹ cho chúng ta ăn tôm Alaska. Bạch tuộc và mực nữa, nhanh lên mẹ. Đây, bình tĩnh. Ngon chưa, ngon chưa? Ờ, tôm lách xù đâu mẹ? Mực, tuộc, đâu hả mẹ? Nhìn không thấy à? Đây là bạch tuộc, đây là con mực, còn đây nữa là tôm Alaska. Đâu, bé tí, làm gì phải? Mẹ nói rồi. Tưởng tượng đi, giống mà. Ui, bạch tuộc ngon thế. Đây là tôm diêu mới đúng. Alaska. Cách ăn quả nhót của đứa em tôi thật lạ. Đây, thèm mẹ mua cho cả đĩa, hết đòi, ăn đi. Ôi, nhót, hôm qua mới nói, hôm nay mẹ mua cho luôn. Mà cái hạt trắng này nhặt bao giờ mới xong? Ui, mày nhặt thế thì bao giờ mới được, nhìn nè. Chị nói đúng rồi đấy. Làm thế, vẫn còn hạt trắng, làm thế này, ăn cho sạch sẽ mẹ ạ. Thế thì mời mày cứ tự nhiên. Để em, nó muốn ăn thế nào thì ăn. Được một nửa rồi, ăn chưa? Ờ, con đã ăn đâu mà hết đĩa rồi. Còn cái hạt nè. Đứa em và con chim công bằng của mẹ. Các con chim vành khuyên nhỏ, sang trông thật xinh xắn quá. Ủa, chim ở đâu thế? Có tận hai con, cho tao một con. Không, nó có đôi, có cặp rồi, cho là cho thế nào? Bay đi em. Cuộc đời thật bất công. Sao bất công? Nè, con này ngậm sô-cô-la cơ. Ờ, mẹ đổi cho con cơ, con thích sô-cô-la hơn. Chơi chán, giờ đòi đổi, không được. Tao cũng có rồi nhá, phải chụp ảnh cho hội bạn coi. Hi hi. Hai chị em tặng quà cô mà mẹ rất lướt mắt. Sao hai đứa buồn thế? Mẹ cho tiền, mua hoa tặng cô rồi còn gì? Cô nhá, con tặng hoa cô xong, con hát một bài. Chưa hát xong, cô bảo cô nhận rồi, không phải hát nữa. Chắc lại hát khó nghe như quả kêu chứ gì. Con hát bài gì, hát mẹ nghe coi. Con bắt đầu nhá. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca em hát riêng tặng cô, một món quà bé nhỏ tặng cô, mong cô kính yêu cho em điểm cao vô vàn. Đó, con mới hát đến đó, cô đã bảo con thôi rồi, còn cười con nhá. Rồi, mẹ biết nguyên nhân rồi. Con Thủy, sao buồn? Con tặng cô iPhone 15 Pro Max, cô bảo cái này cô không biết dùng nên cô không nhận. Đời thủa, làm gì có ai chê điện thoại bao giờ đâu. Chứng tỏ cô không yêu con. Tiền đâu mà con mua iPhone 15? Đưa mẹ xem. Đây mẹ. Cô cười, không nhận là đúng rồi còn gì. Mẹ cũng không biết dùng. Đứa chị giấu đồ ăn đâu có dễ với em. Có mùi đồ ăn ở đây. Đâu, làm gì có, mày chỉ ăn thôi. Có. Mùi bánh tráng trộn. Mẹ ơi. Sao, có chuyện gì? Thần thiên vị có mặt. Túi bánh tráng con để dành từ hôm qua mà. Chị không cho con ăn cùng. Hôm qua khác, hôm nay khác, tội để dành cho em. Con không. Chạy đầu cho thoát. Nè, cùng ăn. He he, bà
bảo rồi, giấu à.